Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vanuka Việt Nam, và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị và các bạn mẫu chậu rửa bát Murin được nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là sản phẩm đang ở trong nguyên hộp. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết ở bên ngoài và khui sản phẩm để cho cả nhà xem thực tế cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Chậu rửa bát là một cái sản phẩm mà thiết yếu ở trong cái gian bếp, và để lựa chọn một cái mẫu chậu rửa bát như thế nào để dùng nó thuận tiện, dễ vệ sinh và thoải mái trong quá trình sử dụng thì đấy là một cái tiêu chí mà tất cả những cái chị em hàng ngày đang sử dụng ở trong không gian bếp của mình rất là quan tâm. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người cái mẫu chậu rửa bát model MT86 Home S gạch 2B. Kích thước của sản phẩm là 860 chiều rộng và chiều dài là 500 nhân với chiều sâu là 210 mm. Sản phẩm mang thương hiệu Murin được sản xuất tại Thái Lan. Chậu rửa inox sút 304 dày dặn và chắc chắn. Đây là thông tin của đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền, công ty cổ phần Hanen Mizulin. Đây là địa chỉ của công ty. Hai mặt này cũng như nhau đúng không ạ? Sau đây em sẽ khui hàng để cho mọi người cùng xem chi tiết sản phẩm. Trong sản phẩm của chúng ta thì sẽ có bộ siphon đi kèm bộ siphon và hai cái bát giác model 860S-2B. Vâng, đây là sản phẩm sau khi em đã khui hộp xong. Sẽ bỏ cái hộp của nó xuống dưới cho dễ quan sát. Ở trong sản phẩm thì chúng ta sẽ có thêm một cái gioăng gioăng đệm để khi lắp đặt vào với trong cái bàn đá thì sẽ dán cái xốp này xung quanh mép, vừa là ngăn nước vừa là tạo cái sự khít kín khít và êm cho cái sản phẩm. Vậy sản phẩm chậu rửa bát Mulin có gì khác biệt so với các cái mẫu chậu rửa bát trên thị trường? Thì thứ nhất chúng ta sẽ cùng xem cái cấu tạo của cái sản phẩm này. Sản phẩm của Mizulin thì nhập nguyên chiếc từ Thái Lan và được dập nguyên khối. Ở đây anh chị có thể thấy sản phẩm được nhập nguyên chiếc và dập nguyên khối. Tức là gì? Tức là từ một tấm thép cao cấp tiêu chuẩn chất châu Âu đã được đưa vào máy đo và cắt, sau đó đưa qua máy dập. Nó sẽ được liền từ bề mặt cho đến phần bồn bên dưới.
Và ở đây khác với các cái sản phẩm khác là họ sẽ hàn giữa phần hai hố chậu, hai hố hoặc một hố chậu với cái phần bề mặt bên trên. Còn sản phẩm của Mizulin thì dập nguyên luôn. Cái thứ hai nữa là cái chất liệu inox của chậu Mizulin là chất liệu nhựa, chất liệu inox 304 và theo tiêu chuẩn xuất châu Âu cao cấp. Một số các mẫu chậu khác thì họ sẽ có các cái tấm chống ồn rất là lớn, hoặc người ta sẽ phun phủ một cái lớp chống ồn ở bên ngoài, phủ hết trên này, nhìn nó rất là cục mịch, nó không tinh tế như cái sản phẩm của Mewlin. Mewlin được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất châu Âu, tránh chính vì vậy mà sản phẩm họ để nguyên theo đúng cái chất liệu inox và chỉ bổ sung thêm hai miếng rất là nhỏ, hai miếng rất nhỏ ở đây để chống ồn, bởi vì khi mà chúng ta mở cái vòi nước ra ấy, thì cái điểm tiếp xúc ở chỗ nào thì họ rất là tinh tế, là họ chỉ đặt cái miếng tiếp xúc chống ồn nó chỉ có hai miếng nhỏ như này thôi, nó sẽ làm giảm cái trọng lượng của cái chậu đi. Đối với cái hàng rẻ thì người ta sẽ phun phủ rất là dày và có những miếng ốp rất là to để giúp cho tăng cái trọng lượng, làm cái trọng lượng cái chậu nó lớn hơn, cảm giác như nó rất là nặng, nó đắt tiền đúng không? Nhưng thực ra không phải như vậy. Còn Mewlin thì làm theo tiêu chuẩn châu Âu rất là đúng, nó chỉ có như vậy thôi. Trên bề mặt sản phẩm thì sẽ có dán thêm lớp ni lông bảo vệ cái bề mặt này trước khi sử dụng. Sau khi mua về chúng ta lắp đặt thì chúng ta sẽ bóc cái này ra. Và logo sản phẩm thì được đặt dập nổi ngay trên bề mặt. Mizrin Made in Thái Lan. Và đã đục trước một lỗ để bắt vòi. Chậu của Mizulin thì được bo tròn 4 cái góc. Cái việc bo tròn này thì sẽ giúp cho cái sản phẩm khi mà chúng ta vệ sinh nó rất là thuận tiện, rất là dễ và sạch sẽ. Nó sẽ khác với các cái mẫu chậu đúc mà 4 cái góc của nó là những cái góc khép rất là khít vào, vệ sinh rất là khó. Thứ hai nữa là với cách thiết kế như vậy thì nó sẽ làm cho cái chậu của lòng chậu của chúng ta nó sẽ hẹp lại. Nhiều khi chúng ta sửa những cái son nồi có kích thước lớn là sẽ rất là vướng. Tuy nhiên thì đối với sản phẩm của Mewlin như anh chị có thể thấy, nó được bo tròn và cái hố nó có hai hố, nó rất là rộng rãi để chúng ta có thể thao tác trong việc rửa những cái vật dụng lớn. Chúng ta cùng xem chi tiết cái sản phẩm. Inox rất là dày và chắc chắn. Đối với các cái chậu mà rẻ tiền, khi chúng ta sờ vào chậu, chúng ta chỉ cần ấn vào thành chậu, ấn vào hai bên hông như này, chúng ta sẽ thấy nó sẽ phập phồng. Nhưng đối với chậu của Mirin thì nó rất là cứng, rất là cứng anh chị ạ. Đây là một cái mẫu chậu được bán rất là tốt của Mirin. Nó rất là phù hợp với các gia đình mà muốn lựa chọn một cái mẫu chậu chất lượng cao được nhập khẩu. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video giới thiệu về cái chậu Mewlin của tôi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các cái mẫu chậu tiếp theo. Khi có nhu cầu mua cái sản phẩm chậu rửa bát hoặc vòi chậu trong nhà bếp, anh chị vui lòng truy cập senvoihanquoc.com.vn hoặc truy cập vanoka.vn. Hotline 0989 891 118. Cảm ơn anh chị.